Vâng, thưa bác sĩ, như vậy có thể thấy rằng là chúng ta cũng có nhiều phương pháp để mà điều trị viêm nội tuyến cổ tử cung đúng không ạ? Có thể dùng thuốc uống, thuốc đặt rồi có thể dùng cái thủ thuật là đốt diệt viêm nội tuyến. Với cái thủ thuật mà diệt viêm nội tuyến thì rất nhiều chị em cũng sợ là ví dụ như đốt ấy, thì sau đó thì có thể là bị đau này, rồi có thể bị biến chứng này. Vậy thưa bác sĩ, có những cái phương pháp nào để diệt lộ tuyến và những cái được và những cái chưa được của những phương pháp này là như nào ạ? Quá trình diệt tuyến nó có mấy phương pháp. Thứ nhất là đốt điện, thứ hai là áp lạnh bằng ly tơ lạnh, thứ ba là dùng laser để chiếu vào, và thứ tư là cái phương pháp cuối cùng là lép, cái dao lép. Các cái phương pháp này nó có những cái ưu điểm là nhanh đốt được các cái vộ tuyến diện rộng, nhưng nó có nhược điểm. Thứ nhất là đốt sâu quá làm cho sẹo xấu và cứng, nó ảnh hưởng đến sau này chị em muốn sinh đẻ theo đường dưới tự nhiên, kỹ thuật không đúng làm cho nó chít hẹp cổ tử cung và làm cho hiếm muộn và vô sinh. Sau đốt điện thì chị em phụ nữ phải kiêng quan hệ tình dục 6 đến 8 tuần, và nó có cái thời gian chảy máu do bong vẩy của cái diện đốt và nó ra dịch vàng kéo dài. Nên tôi cái đến nhiều chị em rất là thấy cảm thấy phiền toái, khó chịu,